Xin chào các bạn! Có thể thấy là dù năm 2017 mới chỉ bước qua những tháng đầu tiên, nhưng chúng ta đã được chứng kiến một loạt công nghệ mới được các hãng di động trình làng trên các siêu phẩm của họ, hứa hẹn sẽ trở thành những xu hướng chủ đạo trên điện thoại thông minh trong năm nay. Sau đây sẽ là tổng hợp của Mac Channel về 5 công nghệ di động mới và nổi bật nhất đã xuất hiện trên điện thoại kể từ đầu 2017. Đầu tiên là màn hình 4K HDR. Màn hình 4K trên điện thoại thực chất đã xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng 1 năm rưỡi trên mẫu Xperia Z5 Premium của Sony. Dĩ nhiên là với một thực tế là chuẩn màn hình vẫn còn chưa phổ cập chuẩn 4K, vẫn sẽ là chỉ có chức năng chính là làm cảnh. Và có vẻ như Sony vẫn sẽ tiếp tục đi theo một con đường dị của họ khi ra mắt chiếc smartphone 4K thứ hai của mình, Xperia XZ Premium. Dĩ nhiên với khoảng cách gần 2 năm công nghệ thì rõ ràng là màn hình 4K trên kẻ kế nhiệm của chiếc Xperia Z5 Premium sẽ tốt hơn nhiều về khả năng hiển thị so với trước, nhất là việc được trang bị thêm bộ lọc màu HDR giúp tái tạo hình ảnh sống động và ảo diệu hơn bao giờ hết. Thứ hai là quay video siêu chậm. Sony tiếp tục là cái tên được vinh danh khi đem đến thế giới công nghệ một tính năng mới hoàn toàn trên camera smartphone, mà cụ thể là bộ đôi Xperia XZ Premium và XZS. Đây là những chiếc điện thoại đầu tiên có camera ghi hình đạt tới tốc độ 960 khung hình trên giây nhờ công nghệ mới mang tên Motion Eye. Tính năng này cho phép smartphone của Sony chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng, tương đương với một số máy quay chuyên dụng. Trong khi đó, các điện thoại khác như iPhone 7 Plus hay Galaxy S7 mới dừng lại ở tốc độ slow motion 240 khung hình trên giây. Để làm được điều này, nhà sản xuất Nhật Bản đã sử dụng một cảm biến xếp chồng mới cùng một bộ nhớ đệm có khả năng ghi hình siêu tốc. Tuy nhiên, Xperia XZ Premium và XZS đã giảm độ phân giải xuống chỉ còn 19 megapixel so với 21 megapixel trên model tiền nhiệm của Xperia XZ. Thứ ba là tỷ lệ màn hình 9:18. Xu hướng smartphone viền siêu mỏng đã xuất hiện vài năm gần đây và hứa hẹn bùng nổ trong đầu năm 2017 với phát súng đầu tiên là LG G6. Smartphone của nhà sản xuất Hàn Quốc có phần hiển thị chiếm gần trọn mặt trước, 78,6%. Nhờ vậy, dù có kích thước 5,7 inch, nhưng máy chỉ nhìn hơn một chút so với iPhone 7 4,7 inch và nhỏ hơn hẳn iPhone 7 Plus 5,5 inch. Bên cạnh đó, LG G6 còn dùng màn hình rất dài, tỷ lệ 18:9 thay vì tỷ lệ 16:9 như các smartphone khác, nên cho cảm giác thon gọn, dễ cầm. Công nghệ màn hình tương tự cũng được cho là cũng xuất hiện trên Galaxy S8 sắp trình làng. Tuy nhiên, sản phẩm của Samsung hứa hẹn sẽ ấn tượng hơn LG nhờ thiết kế hai cạnh cong, không bị bo tròn nhiều ở bốn góc. Thứ tư là camera kép tiếp tục cải tiến, tăng zoom quang học. Camera kép tiếp tục là tính năng được các nhà sản xuất đầu tư trên smartphone năm 2017. Huawei chỉnh làng P10 và P10 Plus với camera gồm cảm biến 12 megapixel chịu trách nhiệm về màu sắc và cảm biến 20 megapixel xử lý đơn sắc. Tiếp tục hợp tác với hãng máy ảnh danh tiếng Leica, model mới còn dùng ống kính Somelux F/1.8. Về phần mềm, P10 đã được trang bị nhiều chế độ chụp, trong đó nổi bật nhất là chụp chân dung theo phong cách Leica, giúp cho ra ảnh có chiều sâu và ấn tượng. Bên cạnh các nhà sản xuất khác thì trong năm nay, Oppo cũng chính thức bước vào cuộc đua camera kép với công nghệ 5X Dual Camera Zoom. Nhờ đó, smartphone của nhà sản xuất Trung Quốc có thể zoom 5 lần mà không làm giảm chất lượng ảnh, hạn chế hiện tượng nhòe, mất nét nhưng vẫn giữ được kích thước máy mỏng. Ngoài ra, Oppo còn đem máy ảnh kép lên camera trước, hứa hẹn cho khả năng chụp ảnh selfie tốt hơn. Song, các sản phẩm này hiện vẫn chưa được bán ra. Và cuối cùng là quay video 360 độ. Với một xu hướng thực tế ảo đang gần trở nên thịnh hành và hứa hẹn trở thành công nghệ chủ đạo trong tương lai, thì kéo theo đó chính là trào lưu chụp ảnh quay video 360 độ. Nhằm bắt nhu cầu này, nhà sản xuất Trung Quốc Pro Chuli đã tung ra smartphone đầu tiên có thể ghi hình 360 độ nhờ cụm camera lồi ra ở cả mặt trước và sau. Dù thiết kế bị chê là hơi thô và xấu, nhưng sản phẩm đã mở ra một xu hướng mới, đem đến trải nghiệm khác lạ cho người dùng. Và vừa rồi là tổng hợp của Mac Channel về 5 công nghệ di động mới nổi đã được hiện thực hóa trên những chiếc điện thoại thông minh trong những tháng đầu trong năm 2017 này. Bạn có ấn tượng nhất với công nghệ nào? Hãy cùng thảo luận với Mac Channel ở phần bình luận bên dưới nhé! Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!